Xin chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tải video trên storyblocks.com không có watermark. Thông thường thì chúng ta có thể tải video ở trang web khác, ví dụ như ở pixel.com. Nhưng có một vấn đề hạn chế ở trang web này là cái chủ đề mà chúng ta muốn tải thì thường video sẽ rất là hạn chế. Nhưng ở trang Storyblocks thì đây là một trong những trang web rất lớn về video. Các bạn có thể tải hàng nghìn video về một chủ đề mà các bạn muốn. Việc đầu tiên chúng ta làm là chúng ta đăng ký một tài khoản đã. Mình lưu ý các bạn là các bạn nên sử dụng trình duyệt Cocos nhé, để nó hỗ trợ công cụ cho việc tải. Các bạn vào Join Now này, hoặc là các bạn vào Get Started Now cũng được. Các bạn đăng ký một tài khoản thì các bạn có thể đăng ký bằng Gmail, nhưng mình thì sẽ chọn đăng ký một tài khoản mới. Các bạn có thể sử dụng cái trang web là temails.org. Các bạn tạo một cái tài khoản mail tạm thời. Đây là cái tài khoản mail tạm thời của mình. Mình copy cái tài khoản này, paste vào đây và đánh một cái mật khẩu. Bạn tạo tài khoản nhá. Thì ở đây nó sẽ có các gói đăng ký khác nhau. Mình sẽ chọn một gói bất kỳ. Và mình sẽ chọn vào Select Plan. Các bạn đừng lo, chúng ta không phải thanh toán đâu. Thì các bạn quay lại, xóa cái phần đăng ký này. Các bạn vào lại trang ban đầu của nó. Các bạn vào Stock Media và chọn video này. Đó. Thì ở đây các bạn có thể search cái video về chủ đề mình muốn. Ví dụ như mình search chủ đề về Waterfall chẳng hạn, thắng nước chẳng hạn. Đây thì chúng ta được 4.800 các loại video khác nhau về thắng nước. Mình sẽ lấy video này chẳng hạn. Thì ở đây các bạn có thể tải về xem trước, nhưng mà thường thì các bạn sẽ thấy ngay vấn đề là khi các bạn tải về các bạn sẽ thấy watermark đây này, nó chìm ở đây này, các bạn có thể nhìn rõ. Đó. Và tất nhiên là chúng ta muốn không có watermark thì việc rất dễ là chúng ta phải trả phí. Nhưng mà chúng ta không muốn trả phí thì chúng ta sẽ làm cách như sau. Các bạn vào trang thứ hai giúp mình là trang super.video. Và các bạn đăng ký được một tài khoản, cũng đăng ký miễn phí thôi. Đó, các bạn có thể đăng ký bằng Gmail, Facebook. Mình thì chọn đăng ký bằng một tài khoản email. Và các bạn lại vào cái trang tạo tài khoản email tạm thời, copy và các bạn paste sang đây. Nó sẽ gửi mật khẩu về cái địa chỉ mail đó của mình. Các bạn vào địa chỉ mail đây nhé. Đây, kích vào. Kéo xuống dưới thì các bạn sẽ thấy là kích vào confirm mà nó có thể cho các bạn username và password rồi các bạn đây. À, các bạn kích vào continue này. Ở trong này thì các bạn sẽ kích vào create video này. Ở trong video này các bạn sẽ chọn cho mình cái dạng nó là theo phương ngang, là landscape. Đó, và các bạn kích vào trên background. Bây giờ ở đây thì nếu mà lấy ảnh thì nó sẽ lấy từ Unsplash, còn nếu mà lấy video thì nó sẽ lấy từ Storyblocks, chính là trang của mình ấy. Và các bạn bây giờ muốn tìm cái gì thì các bạn chỉ việc đi tìm tên của cái video đây. Cái tên của video đây chúng ta chỉ việc copy tên video đó này. Đó, chúng ta paste vào đây. Nó sẽ tự động tìm cho chúng ta. Đây video chúng ta muốn tìm đây. Các bạn kích vào video đấy nhá. Chờ một chút, nó đang xử lý cái video này. Đó, đây là video của chúng ta mà không có watermark. Giờ chúng ta chỉ việc tải cái video đấy về thôi. Thì tải chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ, đấy là sử dụng IDM. Thì các bạn cài cái IDM vào máy mình nếu các bạn chưa có. Còn nếu không có thì mình sẽ để đường link ở dưới phần mô tả, các bạn kích vào đấy. Trong cái đường link ấy thì mình đã hướng dẫn luôn các bạn cách cài đặt rồi. Đó, bây giờ mình tải cái video này về nhé. Đó. Chọn chỗ đẻ này. Mình sẽ đẻ phần download đi. Tải về này. Mở ra này. Đó, và các bạn thấy chúng ta được một cái video không có watermark. Các bạn có thể sử dụng cho mục đích bất kỳ của mình.